À, ok, chào các bạn, chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình Thì uh, sau cũng khoảng gần một tiếng Thì hiện tại mình đã xong cái nhiệm vụ c 8 rồi Ok, thì uh, bây giờ mình đã chính thức quay đại hành tinh côn Thì mình sẽ chuẩn bị một chút đồ nhé Thì nãy là mình có đi mua một cái Zara hút 10% Bởi vì cái Zara 15% chả thằng nào có đâu Mình chat mua rất là đắt mà chả thằng nào bán Ok, nên là bây giờ mình sẽ đi mua thêm một cái trang bông băng Và một cái trang frost nhé Nãy thì mình có đi mua ngọc rồi Để mình uh, mua lại của Pluto Kid Không biết mình mang ở à đây Có mang này Rồi mình sẽ nhận ngọc đã Đây Đó Mình nhận được uh, 1 1283 Nó bị trừ đi 5% nữa mà Một, mình Hiện tại mình nó có 1600 rồi 1680 Để mình xem nào Mình đang ở khu 9 Đây có khu 9 để mua đâu rồi ta nói chung thì có cái cái trang frost thì nó vẫn hơn bông băng mà mình mua thêm một cái cho mình ấy, để mình khi mà mình treo thì nó không bị nó nó không bị chết đi đây mình vẫn còn thừa một phiếu giảm giá và một, và 445 ngọc ok để có cái trang frost rồi thì mình sẽ dùng một cái phiếu giảm giá còn lại mình sẽ đi mua nốt cái trang bông băng nhé thì qua hành tinh côn mình phải chuẩn bị ảo ấm một một chút đã chứ không thì uh, qua đấy sắp mặt đấy đây Đâu rồi ta bông băng như là bốn trong ngọc đây rồi đó u rồi đấy vậy là mình đã có một cái bông băng và một cái frost bông băng mình, mình mặc cho mình này còn uh, frost thì mặc cho đệ tử vì mình úp đệ tử thì cho đệ tử có sức đánh vẫn hơn đúng không? Đây cái này cho đệ tử này Bởi vì mình mua cái Zara bởi vì là Đây giày 5 sao này Găng thì không thể hút được rồi Áo 6 sao Quần 6 sao Còn mỗi cái Zara là 4 sao nên mình sẽ Nên mình nghĩ là mình nên thay cái Zara đi Lần nào thì mặc thêm cái trang Frost và nó cũng không có giảm đi mấy Mà mình không có chắc là 10% nó có đủ không ấy Mình chỉ sợ 10% nó không đủ Ok Mình sẽ qua test thử nhá Xem có úp úp được bên côn không chắc là nếu mà không úp được hai con một lúc thì mình úp một con thôi bởi vì tiềm năng bên con nó nhiều lắm nó gấp đôi bên uh, tương lai mà ok mình không mình đang nghĩ xem mình nên úp úp ở map nào được nhỉ chắc là qua bên cánh uh, cái đồng tuyết đi ở bên hang băng nhiều cắn trộm lắm bởi vì mấy mấy thằng nó săn côn nó đi nó đi gió khu ấy nó đi gió khu nó nó tìm mình ok mà đằng nào mình úc mình có bật cờ đâu chỉ sợ nó phá ấy. Đó. ok cá tư tiềm năng ủa mình nghĩ đứng đây không được rồi mình sẽ qua bên cái chỗ gì nhỉ hang băng nhá có hang băng có một cái chỗ đứng mà à, úp được hai con mà không sợ bị quái đánh ấy nếu mà mình đứng ở giữa hai con quái thì mình phải có vô hình mà có vô hình thì mình bị giảm mắt pe nói chung hôm nay mình đang đi tìm cái chỗ để úp mà qua hang băng thì sợ bị bọn cắn trộm ấy nó qua nó nó kiểu như nó phiền phức lắm thôi kệ đi đằng nào thì mình không bật cờ thì nó làm gì được mình Bắt đầu có bót uh, uh, côn côn ra thì mình còn ăn được Mình còn là uh, tiện thể mình ăn luôn đúng không? Đây Cái chính là cái chỗ này này Ok mình sẽ tách điện tử ra nhé Đó Cho điện tử tấn công Mình nghĩ là vẫn được ấy, vẫn trụ được ấy Mình chỉ có 10% hút thôi mà Tấn công Một cá tư tiềm năng Thực sự thì cũng khá là khó cho mình Đệ còn đệ Masenko nữa Nhưng mà mình thì có bùa đệ tử rồi Cả kèm với đồ 6 sao nó cũng bù lại Thôi thì Nói chung hôm nay là đi chuẩn bị một tí Từ à, ấy, Mình mình còn à, uh, kỳ bí này Nãy thì úp uh, sen Úp sen 8 ấy Mình nhận được Mở được vàng à, Nãy mình có chuẩn bị vàng để mua Zara nhưng mà mình tính là mua Zara 15% cơ mà nó không không thằng nào có nên là thôi vàng còn lại mình sẽ đi đập đồ nhá đập cái giao luyện tập của mình mong là nó sẽ lên được uh, bao nhiêu nhỉ 5 sao đúng rồi năm sao yeah, một cặp đôi bông băng và frost mình tính là mua hai cái trang frost cơ nhưng mà mình đang uh, để dành tiền để mua đồ 6 sao ấy là thôi đánh mua bông băng vậy đằng nào mình vẫn đang có một cái phim phim giá mà không biết với 300 triệu mình đặt được mấy phát đây Mong là thành công đi Có 3% thôi Tức là đập mà 100 phát Thì được Đúng không phải Đúng rồi 100 phát được 3 phát Nào mạnh mẽ lên Chúc mừng con nhé trời ơi thì mình cũng không có nhiều không có hy vọng gì nhiều đâu ta Ui, nó dịch chuyển theo nhiều thế còn bật cờ nữa chắc là kiểu như là cái nhìn cái kiểu bật cờ xong dịch chuyển theo này chỉ có cắn trộm thôi ghét thật chẳng mình bật cờ lên xong mình chơi chúng nó luôn nhỉ mình thì chơi được em không phải lo đâu Ok, mình còn là 30 ngọc nữa Nó vàng thì hết rồi Gì đây Rồi luôn Chứ có mấy lần sau được. Ok, mình còn là nốt một phát cuối Nốt một phát cuối, hi vọng là sẽ được nhỉ Được gì đây ta Chứ có mấy lần sau À còn 80 triệu Vẫn vẫn đủ vẫn đủ vẫn đủ Chứ một con nhé đi Phát cuối Trời ơi Rồi luôn Biết thế không thèm đập nữa Đậu phộng mất 300 triệu vàng Chả làm được cái mẹ gì cả Mình mong cái giáp mình lên được 5 sao Giống như kiểu của Loto Thì lúc đấy nó easy lắm Mình sẽ cho easy chơi HP còn tạm thời thì mình cứ để sức đánh bởi vì là mình đang úp đệ tử mà Nên mình cứ để sức đánh đi, đó đệ tử mình đâu Đệ tử bảo vệ đi Chắc là nó chạy đi đâu ấy Đây 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 Ok cho nó tấn công Mình sẽ mở nốt mấy viên cắp xuân kỳ bí nhé Được gì đây ta Bộ khí Bộ khí mình chẳng cần mong được cái cuồng nộ hoặc là à đấy được cuồng nộ lên này cuồng nộ hoặc bổ huyết thôi chứ bổ khí mình không nghĩ mình nghĩ mình không cần rồi phun hành trang rồi mặc lại cái giáp đi sử dụng ký lại mở ra ẩn danh nữa nhỉ mình ghét ẩn danh lắm biết ngay mà đẹp thế là cùng gì đây ta mình tưởng vàng Ui, lên 20 triệu kìa hình như nãy nãy có có lần mình mở được 10 triệu vàng đúng không à đâu 80 ở à, đúng rồi không không phải không phải mình nhầm tí mình cứ tưởng là cái lần đấy đập 70 triệu cơ mà mình nhầm rồi, nói chung mấy viên capsule kỳ bí này không có hy vọng gì nhiều kể ra mà 99 viên bán đi thì chỉ có 45 40 được 45 triệu thôi. Ui giời, tôi không mở nữa đâu. Chán rồi. Ok, thì quay à, video mình có muốn quảng cáo một chút. Thì anh em nào có cần mua nick tự động ấy thì hãy lên cái shop quangmt t com Nó giao dịch hoàn toàn tự động nhé. Thì để mà ra, mua được nick thì anh em cứ tạo tài khoản tại tài khoản nó chẳng yêu cầu gì nhiều đâu chỉ cần à, nhập tên tài khoản mật khẩu và tên hiển thị thôi mật mã xác nhận đó. đây này ok sau 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 đó đăng nhập nhá đăng nhập anh em thấy cái nick nào mà vừa với túi tiền thì hãy hãy nạp tiền hay, anh em hãy nạp tiền xong rồi chọn nick ấn phần mua ngay thì hệ thống nó sẽ tự gửi tài khoản và mật khẩu cho anh em ok thì à, tiện thể cuối video mình cũng muốn quảng cáo vậy thôi à, anh em xem nếu thấy hay thì nhớ bỏ ra vài giây để bấm nút đăng ký kênh giúp mình nhá cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em trong thời gian sớm nhất 拜拜。Bye bye.